Hôm nay shop Sozaban xin giới thiệu cho mọi người mẫu đồng hồ đá cẩm thạch thuộc hãng Senco. Em này là hàng mới nguyên hộp mọi người nhé, độc hộp luôn. Đây là cái hộp đi kèm cho nó này. Cái mã của bên Nhật là BI223M, còn mã tại shop là 335. Các bác có muốn tư vấn hay là muốn có gì thắc mắc thì cứ thể hỏi shop mã 335 qua Facebook hoặc là web. Em đá cẩm thạch, mỗi em đá thì có một cái vẻ đẹp riêng, cũng như là các thớ đá nó cũng sẽ khác nhau. Về hình dạng thì gần gần giống thôi, nhưng mà thực ra là các họa tiết đá phần bên trên này khác nhau hoàn toàn mọi người nhé. Bởi vì là các thớ đá này là đá tự nhiên mà, họ làm không thể con nào giống con nào được. Em này thì shop cũng về một đôi, nhưng mà là cũng y hệt kiểu là họ làm như này, cũng vát như này, nhưng mà về phần đá thì sẽ khác nhau, không em nào giống em nào cả. Và đặc biệt là em này rất nặng mọi người nhé. Trông nhỏ xinh như này thôi nhưng mà cân nặng của nó là 5 cân đấy mọi người. Cả hộp lẫn cả em phần này 5 cân, em không thể cầm một tay được. Em này cầm một tay phải gọi là cực khỏe thì mới cầm được một tay. Em này ngoài cái điểm nhấn về phần đá thì nó còn có cái điểm nhấn nổi bật, đó là ở cái bộ phận lắc xoay. Nhật hay trang bị cho những cái chiếc đồng hồ này ở bộ phận lắc xoay là những viên pha lê Swarovski rất là đẹp mắt, và đặc biệt là cái phần màu xanh lấp lánh này. Em này mà có đèn dọi cũng như là ở để cái các bắp chưng ở chỗ nào mà có đèn nó sáng chiếu vào thì rất là bắt mắt. Cái màu nền xanh ngọc tông xe tông cùng với bộ phận đá này làm cho chiếc đồng hồ thêm nổi bật hơn, nhẹ nhàng, và nhìn nó cảm giác là cái màu sắc này nó rất là đẹp, mà mình trưng ở bất cứ không gian nào đều phù hợp. Nhất là bác nào thích phong thủy mà lại thích trưng đá ở trong nhà. Kích thước của em đồng hồ này là 24 x 20. Mọi người có thể trưng ở bất cứ đâu, cũng như là ở mình để các tủ kệ, hay là để mình trưng đem biếu làm quà tặng đều rất là phù hợp. Bởi vì những cái đồng hồ không những để xem giờ mà nó là một vật trang trí, và mình tặng cho họ thì vừa sang mà nó lại mang cái giá trị rất là cao. Ở phần đằng sau cái bộ phận lắc xoay nó có phần tráng gương, và nó làm cho chúng ta cảm giác như là có nhiều bộ phận lắc xoay đang xoay, thế nhìn nó sẽ đẹp mắt hơn đấy. Cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Vừa rồi thì shop đã giới thiệu cho mọi người một em đá cẩm thạch để bàn. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết về em này có thể inbox lại cho qua Facebook Sơn Japan hàng Nhật, hoặc là truy cập web hangjapan.vn. Tất cả các sản phẩm tại shop Sơn Japan sẽ được bảo hành 1 năm trên toàn quốc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn các clip sau.